cùng trong một năm. Ở chỗ chúng tôi ra đời hai cặp song sinh, một đôi nữ, một đôi nam. Mọi người đều hy vọng cặp chị em song sinh và cặp anh em song sinh sau này có thể ở bên nhau. Nhưng mà, sau khi trưởng thành, Lý Vũ Trạch và Hoa Tiểu Ân, hai người đều là anh, chị cả trong hai gia đình ở bên nhau, cả hai người đều phản đối. Giống như Vũ Trạch và Tiểu Ân, Lý Vũ Phong và Hoa Tiểu Ái là em trai và em gái trong hai gia đình ở bên nhau, mặc dù cả hai đều không muốn, Vũ Phong thì nói Tiểu Ái ngốc, Tiểu Ái cũng không kém, nói Tiểu Phong là ngốc hơn. Một ngày nọ, Vũ Phong hỏi Tiểu Ái, 15 cộng 6 bằng bao nhiêu, Tiểu Ái bối rối, giơ hai bàn tay ra để đếm, bực mình Tiểu Phong nói, bằng 21 đó, tớ đã nói cậu ngốc, cậu còn không tin. Thấy Vũ Phong và Tiểu Ái suốt ngày tranh giành, thậm chí còn buộc đầu túm tóc, hai ông bà chỉ biết lắc đầu. Trong một lần đang đánh nhau, cả hai đấu tay đôi, Tiểu Ái túm tóc Vũ Phong túm ngược lại, Tiểu Ái vừa đánh vừa hét lên, tớ ghét cậu chết đi được, người gì mà vừa béo vừa lùn. Vũ Phong túm bím tóc của Tiểu Ái, đồ ngốc này, lần này cậu chết chắc rồi. Ngược lại với hai cậu em, Lý Vũ Trạch và Hoa Tiểu Ân có phần điềm đạm hơn, bọn họ có thể chơi cùng nhau, không có lời qua tiếng lại. Mọi người xung quanh thì bàn tán, Tiểu Ân và Tiểu Ái và chị em song sinh à, nghe nói cô chị Tiểu Ân ưu tú hơn nhiều đó. Bên này đám bạn hét lên, Tiểu Ái là đồ ngốc, đồ ngốc. Tiểu Ái nghĩ bụng, những lời nói thế này mình đã nghe qua vô số lần. Mình cũng hy vọng có thể ưu tú như chị gái mà. Tuy nhiên, qua nhiều năm sau, bản thân mình vẫn là như vậy, cũng chẳng có bất kỳ thay đổi gì cả. Tiểu Ân thì hết giấy khen này đến thành tích khác. Còn Tiểu Ái thì không chú tâm học hành, ngủ dậy trễ, ngủ đến 7 giờ sáng, phải gọi 5 lần 7 lượt mới chịu dậy. Cứ nằm xuống là Tiểu Ái ngủ lăn lóc, không biết trời đất là gì. Đến giờ đi học, Tiểu Ân vào gọi hoài không chịu dậy, Tiểu Ân chỉ biết lắc đầu hỏi, em là heo sao hả? Thấy gọi không được, Tiểu Ân dùng lực véo mạnh vào tay Tiểu Ái, khiến cô đau đớn ngồi bật dậy, xoa xoa tay rên rỉ. Á đau, chị bị điên à? Tiểu Ân rời đi rồi nói với Tiểu Ái, nếu như em không muốn đi học có thể ngủ tiếp. Ánh mắt Tiểu Ái mơ hồ. Ra ăn sáng, nhìn thấy tô mì, Tiểu Ái bực tức hỏi, em đã nói thêm trứng rồi, lại không thêm à? Chẳng phải hôm qua em đã nói là phải thêm trứng sao? Hấp, rán, luộc đều được mà. Tiểu Ân vừa gắp những sợi mì đưa lên miệng vừa đáp, quên rồi. Rồi Tiểu Ái nhắc lại, em làm bữa sáng nhất định phải có trứng gà, nó rất quan trọng, chị có biết không hả? Hừ, mỗi lần đến lượt chị làm bữa sáng đều là nấu mì, chỉ làm rất qua loa, trong lòng đỏ trứng có chứa lecithin, có thể thúc đẩy sự phát triển của trí não, cải thiện trí nhớ. Bố mẹ đang đi làm thuê ở trong thành phố, hai chị em thay nhau làm việc nhà, Tiểu Ân đùng đỉnh đáp, không biết, thật là phiền phức. Thấy vậy, Tiểu Ái đứng bật dậy khỏi ghế hét lớn, chị là cố ý đúng không, em nói lại một lần nữa, em muốn ăn trứng gà tăng cường trí nhớ. Tiểu Ân dừng ăn, nhìn Tiểu Ái rồi nói với thái độ rất gì và này nọ, bản thân em không chăm chỉ học hành, dù có ăn nhiều trứng gà, bổ não, tăng cường trí nhớ hơn nữa, cũng không cứu nổi thành tích học tập kém cỏi của em đâu. Tiểu Ái tức giận, miệng lắp bắp, con mắt nào của chị nhìn thấy em không chăm chỉ học hành vậy, cả hai mắt, đó là vì mắt chị có vấn đề rồi. Đang cãi nhau lời qua tiếng lại, đột nhiên Tiểu Ân ho lên, em, khụ khụ khụ, Tiểu Ái thấy vậy vô cùng hốt hoảng, đôi mắt tròn xoe, chị bị làm sao vậy, sao sắc mặt của chị không được tốt lắm. Tiểu Ân đáp, chị không sao đâu, em ăn mau lên, đừng lề mà lề mề nữa, chị mỗi lần đều là vì em nên mới đi học muộn đó. Tiểu Ái đáp, hừ, cho dù chị có sốt, cũng không liên quan đến em đâu nha. Dứt lời cũng là lúc hai chị em khoác cặp sách trên lưng, Tiểu Ân đi trước, Tiểu Ái bước lẽo đẽo theo sau. Ánh mắt Tiểu Ái buồn rầu. Đang lững thững bước đi, đột nhiên, Vũ Phong cất tiếng gọi, Tiểu Ái, cậu lại cãi nhau với chị Tiểu Ân à? Tiểu Ái buồn rầu nói, cần cậu quản à? Rồi Vũ Phong tươi cười ôm cổ Tiểu Trạch nói, tôi nói mà, các cậu phải học tập chúng tôi đây này, chúng tôi trước nay chưa từng cãi nhau, đúng không hả anh trai? Dứt lời cũng là lúc Vũ Trạch tung một cú đấm vào người Vũ Phong khiến cậu bay xa mấy chục mét. Tiểu Ái thấy vậy thì lên tiếng, này, đang ở trên đường mà đánh nhau thì mất mặt lắm đó. Rồi Vũ Phong đứng dậy, ba người bước đi. Vừa đi Vũ Phong vừa xoa xoa vết thương, Tiểu Ái nói, A Phong, hình như, cậu từ trước đến nay, chưa từng đánh thắng anh trai cậu, đúng không? Vũ Phong đá xoáy, tớ thấy chị cậu luôn đứng đầu bảng, cậu hình như luôn đứng hạng bét nhỉ. Tiểu Ái tức giận, giơ nắm đấm lên, miệng nói, tôi thấy cậu chính là ngứa đòn đó. Dứt lời cũng là lúc Vũ Phong ba chân bốn cẳng, chạy như xé gió, Tiểu Ân, đợi mình với nào. Bỏ lại lúc này, còn mình Vũ Trạch và Tiểu Ái lững thững bước đi, Tiểu Ái thở dài một tiếng. Đột nhiên, Vũ Trạch đưa tay lên xoa xoa mái tóc của Tiểu Ái, khiến Tiểu Ái vô cùng hốt hoảng. Cậu làm cái quái gì vậy? Vũ Trạch nhìn cô, ánh mắt đầy cảm thông, thở dài sẽ mang hết vận may của cô đi đó. Tiểu Ái đưa tay lên, vuốt vuốt lại mái tóc, rồi cô đùng đỉnh đáp, chẳng sao cả, vốn dĩ tôi đã tệ như thế rồi mà. Hai người đang đi, đột nhiên Vũ Trạch nở một nụ cười rồi nói, thời tiết hôm nay không tệ, chắc là sẽ có vận may đó. Tiểu Ái nói, sáng nay mình thấy dự báo thời tiết trên đài truyền hình nói, sẽ có mưa đó. Vũ Trạch đáp, ủa, vậy hả? Hai người đến trường học, Tiểu Ái bước vào lớp học, cô ngồi trên ghế, đôi bàn chân run rẩy vì Tiểu Ái nghe được giọng nói, phát bài thi toán học.
Tiểu Ái lúc này đưa hai tay lên miệng, làm động tác cầu khấn. Khi tên Hoa Tiểu Ái được đọc lên, bài thi được phát đến, Tiểu Ái vô cùng hồi hộp, cô bạn đeo kính ngồi bên cạnh thấy vậy thì hỏi, cậu sợ sao, tôi có thể giúp cậu xem điểm, Tiểu Ái đáp, không, không cần, tự mình có thể xem được. Dứt lời cũng là lúc Tiểu Ái há hốc mồm ngạc nhiên, cô không tin vào những gì đập vào mắt. Cô vội vàng đưa tay ra thật nhanh để che lại bài thi của mình. Tiểu Ái lúc này nằm gục xuống bàn để che bài thi của mình lại, thấy vậy, cô bạn bên cạnh nói với vẻ thông cảm, đừng che, thà đau một lần rồi thôi, còn hơn cứ đau dài dài. Vũ Trạch cũng dừng lại, nói với Tiểu Ái, không phải xem tôi như người ngoài nữa nhỉ. Tiểu Ái nói lớn, ai cũng không được xem, không ai được xem hết. Rồi Vũ Trạch nhìn cô với ánh mắt đầy thông cảm, cậu nói, có tiến bộ, lần này như vậy, quả thật có tiến bộ, không tệ chút nào. Dứt lời cũng là lúc Tiểu Ái nở một nụ cười, lấy hết can đảm mà thốt lên, thật sao, vừa nói cô vừa đưa bài thi lên xem. Khi nhìn vào bài thi, 31 điểm, Tiểu Ái như rơi xuống vực thẳm, chới với, Tiểu Ái hét lên, a à, cô bạn bên cạnh thì lẩm bẩm, chỉ tiến bộ được có một điểm à, Tiểu Ái ánh mắt thẫn thờ, một ánh mắt tràn đầy thất vọng và hụt hẫng. Rồi cậu bạn học nói với Tiểu Ái, cũng may là cậu không có học cùng lớp với chị gái cậu, nếu không, so sánh thì có chút rõ ràng đó, cô bạn đeo kính nói thêm, Tiểu Ái, thực ra cậu có thể bảo chị gái cậu dạy cho cậu mà, Tiểu Ái tức giận nói lớn, các cậu đừng có nhắc đến chị ấy với tớ, tớ ghét chị ấy chết được. Rồi cô bạn đeo kính ngạc nhiên quay sang hỏi, Tiểu Ái, cậu ghét chị cậu đến vậy sao? Tiểu Ái bình thản đáp, ừ, đúng vậy. Đôi mắt cô bạn học tròn xoe, ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Vậy cậu tặng chị cậu cho tớ đi, tớ thèm có một chị gái xuất sắc quá đi à? Tiểu Ái thất thần, không nói lời nào, ánh mắt vẫn hiện lên sự ghen tị. Dứt lời cũng là lúc Tiểu Ái nói với mọi người, các cậu đừng nghĩ nữa, chị ấy là chị gái tớ. Chị tớ chắc chắn sẽ không nhận người em gái như cậu đâu. Cô bạn bên cạnh đắc ý cười lớn, ha ha ha. Rồi cậu trai bên cạnh cũng lên tiếng, Tiểu Ái, cậu là đang flex, đúng chứ? Tiểu Ái vội vàng đáp, không có. Bên này, Vũ Trạch vẫn đang chăm chú nhìn Tiểu Ái, cậu nở một nụ cười nhẹ. Lúc này, trong nhà vệ sinh, Tiểu Ái đang rửa tay, cô bạn tóc vàng lên tiếng, Tiểu Ân, sau khi chia lớp rất ít khi gặp cậu nhỉ, nghe nói cậu lại đứng hạng nhất kỳ thi lần này à? Không thấy trả lời, cô bạn gọi, Tiểu Ân. Tiểu Ái quay lại, nở một nụ cười rồi nói, tôi là Tiểu Ái, không phải là Tiểu Ân, cô bạn kia lắp bắp, xin lỗi cậu nha, tớ nhận nhầm rồi. Cô bạn nói thêm, hai người trông giống nhau thật đó, có rất nhiều người đều không phân biệt được nhỉ. Tiểu Ái vội vàng thanh minh, cái đó, kiểu tóc của chúng tớ khác nhau, quần áo cũng không giống nhau mà, còn nữa, mắt của chị ấy cũng nhỏ hơn của tớ nữa. Cô bạn tá hỏa thốt lên, hả, Tiểu Ái vội vàng nói tiếp, ý của tớ là, tớ và chị ấy cũng không giống nhau đến nỗi như vậy đâu. Cô bạn đáp lời, ồ, thế à, bên này, Tiểu Ái bước vào thì thấy Tiểu Ân đang đứng cùng đám bạn. Cô bạn nói với Tiểu Ân, cậu lợi hại quá, dạy cho chúng tớ đi. Thấy vậy, Tiểu Ái buồn bã, quay bước rời đi. Tiểu Ân cầm bài thi trên tay thì vô cùng tự hào, bài làm thật quá xuất sắc. Tiểu Ái buồn rầu nghĩ bụng, từ trước đến nay, mình không hề mặc quần áo giống chị ấy, cũng không có cắt kiểu tóc giống chị ấy, bởi vì hai chúng tôi không phải là một kiểu người. Ngoài sân trường, sau khi tiếng chuông kết thúc môn vang lên, giọng thầy giáo bộ môn nói, tiếp theo, các em tự do hoạt động. Tiểu Ái đang lững thững bước về lớp học đi gần đến cầu thang, đột nhiên cô nghe được cuộc nói chuyện của mấy cậu bạn học, các cậu có phát hiện ra chuyện rất chi là kỳ lạ không? Hai người kia vội vàng hỏi lại, chuyện gì mà kỳ lạ vậy, cậu mau nói đi. Cậu bạn kia nói tiếp, Tiểu Ân và Tiểu Ái là chị em song sinh, tại sao chỉ số IQ lại chênh lệch nhiều đến vậy chứ, quả thật là khác nhau một trời một vực. Đúng vậy, Tiểu Ái hoàn toàn không thể đứng ngang hàng với Tiểu Ân được, ha ha ha. Đột nhiên cô bạn nhìn thấy Tiểu Ái đang lặng lẽ bước lên cầu thang, cô ra hiệu cho đám bạn im lặng, suỵt. Tiểu Ái buồn rầu, cảm giác cả thế giới đang quay lưng lại với mình. Cô về bàn của mình, lấy cuốn tập và cây bút ra, rồi cô ngồi chăm chú viết. Cô vẽ lên trên tờ giấy hình ảnh một con mèo ú, kèm theo một chữ, cố lên. Khuôn mặt đượm buồn, thờ ơ. Đang mông lung suy nghĩ, đột nhiên một quyển tập san của trường được đặt trước mặt cô. Tiểu Ái dừng bút, người trước mặt cô chính là Vũ Trạch. Thấy Vũ Trạch cầm tập san của trường đến, Tiểu Ái hỏi, bài văn của cậu lại được đăng tên tập san của trường rồi à? Vũ Trạch nhìn cô đáp, ừ, ánh mắt buồn rầu, rồi Tiểu Ái lại tiếp tục vẽ, miệng cô nói, chúc mừng nha. Lần này tranh của tớ lại không được đăng rồi nhỉ? Dứt lời cũng là lúc Vũ Trạch cầm cuốn tập san, có một bức tranh đưa lên cho cô xem rồi nói, cậu xem. Tiểu Ái vội vàng cầm lấy cuốn sách, nhìn vào bức tranh, cô vô cùng ngạc nhiên mà thốt lên, đây, đây là tranh của tớ mà. Ánh mắt tròn xoe vì ngạc nhiên, cô đưa tay tát nhẹ vào má mình, rồi cô nói, mình, là mình đang nằm mơ sao? Khi nhận thấy đây không phải là một giấc mơ, Tiểu Ái lập tức buông bỏ hết muộn phiền, cô cầm cuốn tập san, hò hét, nhảy múa, miệng nói lớn, tốt quá rồi. Tiểu Ái xúc động vô cùng, cô đưa cuốn sách lên che mặt, cố giấu đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Vũ Trạch bước lại, lấy cuốn sách ra, Tiểu Ái đang khóc như mưa rào. Hu hu, a Trạch, đây là lần đầu tiên trong đời của mình, đây có phải là sự thật không, liệu có phải là đăng nhầm không? Anh đưa tay khẽ đỡ cô, nhìn Tiểu Ái vô cùng đáng thương,
Anh nói, ê, này, lố quá rồi nha. Vừa khóc, Tiểu Ái vừa nói trong tiếng nấc nghẹn ngào, cậu và chị tớ đều ưu tú như vậy, sẽ không hiểu được cảm giác lúc này của tớ đâu. Vũ Trạch trấn an, mỗi người đều có mỗi ưu điểm riêng mà. Đến đây thì Tiểu Ái nhìn Vũ Trạch hỏi lại, tớ cũng có sao. Vũ Trạch đáp, ừ, đương nhiên rồi. Rồi Vũ Trạch nói tiếp, lúc cậu vẽ, cậu đắm mình vào nó, cố lắng vẽ vì nó, chính là lúc cậu đang tỏa sáng đó. Tiểu Ái thắc mắc, nhưng mà, có người nói với tôi, vẽ vời chỉ là trò tiêu khiển, và không có ý nghĩa gì. Vũ Trạch nhìn cô giải thích, có ý nghĩa hay không, điều quan trọng là, bản thân cậu nghĩ thế nào mà thôi, còn ai nói như thế nào, đó là việc của bọn họ. Tiểu Ái ngạc nhiên, ánh mắt đầy tò mò, bản thân mình. Tiểu Ái cầm bút lên, phác họa nốt bức hình chú mèo ú mà cô đang vẽ dở. Tiểu Ái nói tiếp, tớ thích vẽ, mỗi nét vẽ, tớ vẽ ra những suy nghĩ trong lòng, rất hạnh phúc, khi ngòi bút tiếp xúc lên giấy vẽ, tớ cảm thấy bản thân là người hữu ích, tớ không phải là đồ ngốc, đúng không? Vũ Trạch xoa xoa bàn tay lên trán cô rồi đáp, ừ, đương nhiên là vậy rồi. Cậu nói tiếp, sau khi môn mỹ thuật bị tạm dừng, cậu lại tự học một cách cố gắng như vậy, tôi rất là ngưỡng mộ cậu đó. Cậu thật sự rất chi là lợi hại mà. Tiểu Ái lúc này như chút bỏ hết mọi gánh nặng trong lòng, rồi cô cười tươi nói, vẫn là A Trạch nói chuyện dễ xương nhất. Vũ Trạch đôi mắt tròn xoe, rồi đứng hình trong giây lát. Rồi cậu đưa tay lên miệng nói, đó chỉ là những lời nói thật lòng thôi mà. Tiểu Ái đưa hai tay chống cằm nhìn Vũ Trạch, nét mặt tươi tắn. Cô nói, hi hi, A Trạch giống như anh trai tớ vậy đó. Rõ ràng tớ lớn hơn cậu 2 tháng lận. Vũ Trạch ngạc nhiên lẩm lẩm, anh ư. Rồi đột nhiên, Tiểu Ái cầm lấy cánh tay của Vũ Trạch. Cô nói, thầy, A Trạch, nhờ cậu một chuyện, cậu bớt lại, đừng giở trò với tôi. Cậu dạy toán cho tớ có được không? Tớ không có muốn bị điểm thi kém, mất mặt với những bạn khác vậy đâu. Lần này, tớ nhất định sẽ học hành nghiêm túc. Vũ Trạch quay lưng từ chối. Chuyện này tôi chịu thôi, cậu xem ai đó giỏi hơn tôi, nhờ người ta dạy cho. Đúng lúc này, tiếng chuông tan học vang lên, mọi người chuẩn bị tất bật ra về. Tiểu Ân và Vũ Phong bước lại bàn của Vũ Trạch và Tiểu Ái. Tiểu Ân nói, Tiểu Ái chúng ta đi về thôi nào. Vũ Phong nói thêm, anh, đi thôi chứ. Vũ Trạch ngượng ngùng, lấy tay che mặt, còn Tiểu Ái thì hớn hở nói, anh Trạch đang dạy kèm cho em, hai người về trước đi. Tiểu Ân nhìn hai người rồi nói, ồ, vậy thì em học hành cho nghiêm túc vào, đừng có sáng nắng chiều mưa đó biết chưa. Thấy Tiểu Ân nói vậy, Tiểu Ái vô cùng tức giận mà hét lên, hãy chống mắt lên mà xem, lần này em nhất định sẽ làm được. Dứt lời cũng là lúc Vũ Phong và Tiểu Ân rời bước khỏi lớp học. Trước khi rời đi, Tiểu Ân và Vũ Phong không quên nói thêm, chúc hai người thuận lợi, A Trạch, chú ý bảo trọng. Tiểu Ái làm bài xong, Vũ Trạch nhìn rồi nhận xét, câu này cậu lại giải sai rồi. Tiểu Ái đáp, ủa, vô lý, mình đã làm theo cách cậu dạy rồi mà. Vũ Trạch hỏi lại, cậu chắc chứ? Tiểu Ái mơ hồ, nhìn bộ dạng có vẻ mệt mỏi, ánh mắt thất thần, có lẽ vậy. Đột nhiên ánh mắt Tiểu Ái sáng rực lên, cô quay sang hỏi Vũ Trạch, không phải sao? Rồi Tiểu Ái cầm bài lên, nhìn Vũ Trạch hỏi nhỏ, A Trạch, có phải là cách cậu dạy sai rồi không? Đến đây thì Vũ Phong cạn lời, lực bất tòng tâm với Tiểu Ái, rồi Vũ Trạch cố gắng lấy lại chút bình tĩnh mà nói, cậu bảo chị cậu dạy đi. Tiểu Ái nói ngay, còn lâu nhé, chị ấy hở tí là bực mình, A Trạch, cậu dạy mình đi mà. Đến đây, Vũ Trạch cố gắng, để tôi bình tĩnh chút. Chuyển cảnh, sau khi Tiểu Ân và Vũ Phong đi về, hai người đến siêu thị Ly Tử mua đồ. Trên mái nhà hai con mèo ú đang trêu đùa nhảy nhót, vừa vào đến siêu thị, Tiểu Ân cất tiếng gọi, dì Tú ơi, cháu đến mua ít trứng gà. Hai con mèo béo nhà dì, nó lại lên nóc nhà rồi kìa. Được, cháu chọn tùy ý, đều là trứng gà mới đẻ hôm nay cả đấy, đang còn nóng hổi. Dì Tú tươi cười đưa chiếc rổ cho Tiểu Ân đi lấy trứng, miệng bà nói, thế chỉ có hai cháu đến thôi à, còn hai đứa nữa đâu rồi. Tiểu Ân đáp, A Trạch đang kèm dạy Tiểu Ái làm bài tập rồi ạ. Dì Tú cười tươi, ừ, thật tốt quá. Bên này, Tiểu Phong nhìn ngang ngó dọc, hết bên này lại sang bên kia. Rồi cậu quay qua nói với Tiểu Ân, Tiểu Ân, tớ mời cậu ăn kem nhé, cậu vẫn muốn ăn vị dâu tây à? Tiểu Ân đáp, cậu tự mình ăn đi, tớ không ăn. Vũ Phong nhìn Tiểu Ân với vẻ mặt ngạc nhiên nói, không được, đồ ngon phải chia sẻ mới là bạn tốt chứ. Rồi đột nhiên Tiểu Ân ho lên một tiếng, khụ, khiến Vũ Phong vô cùng hốt hoảng. Rồi cô lại ho thêm mấy tiếng nữa, cứ như vậy, Vũ Phong lại càng hốt hoảng hơn. Cậu hỏi, Tiểu Ân, cậu sao vậy, cậu cảm thấy khó chịu ở đâu à? Dứt lời, Vũ Phong bước đến bên cạnh Tiểu Ân, đưa tay sờ lên trán của Tiểu Ân, còn một tay tự sờ lên trán mình, cậu kiểm tra xem Tiểu Ân có bị sốt hay không. Thấy vậy, Tiểu Ân quay sang nhìn Vũ Phong tươi cười nói, tớ không sao, chỉ là cổ họng có chút khó chịu mà thôi. Vũ Phong lúc này quan tâm hỏi, cơ thể không khỏe thì đừng miễn cưỡng, mà trong nhà có thuốc cảm cúm không? Tiểu Ân đáp lời, có đó, A Phong, giúp tớ chọn trứng gà đi. Nhìn thấy trước mặt những khay trứng xếp chồng lên nhau, Vũ Phong nói với cô, trứng gà tốt đó, tăng cường hệ miễn dịch. Tiểu Ân đáp lời, đây là trứng gà Tiểu Ái thích ăn nhất. Vũ Phong nói đùa, có gì mà cậu ấy không thích ăn chứ. Rồi vừa nhặt, Tiểu Ân vừa nói với Vũ Phong, trứng gà có tác dụng bổ não, tăng cường phát triển trí tuệ. Vũ Phong cắt ngang, ha, với đầu óc của Tiểu Ái ấy hả.
Đột nhiên, Tiểu Ân quay sang nhìn Vũ Phong với thái độ răn đe, cậu đừng có xem thường em ấy. Vũ Phong nhìn Tiểu Ân không nói nên lời. Rồi Vũ Phong gượng cười đáp, ừm. Rồi Vũ Phong chuyển chủ đề, lúc này, Vũ Phong nói với Tiểu Ân, mua thêm ít nữa đi, nhiều đây hơi ít ác. Chuyển cảnh đến lớp học, sau khi Tiểu Ái làm xong bài tập, cô vươn vai một cái rồi nói với Vũ Trạch, ra. Cuối cùng cũng làm đúng một câu rồi, Vũ Trạch vừa xem bài cô làm, vừa nói, nghiêm túc thì cũng khá đấy chứ. Rồi Tiểu Ái tươi cười, vỗ vai Vũ Trạch nói, a Trạch, đây chính là công lao của cậu, tớ sẽ báo đáp cho cậu. Ánh mắt Vũ Trạch thờ ơ, không trả lời, Tiểu Ái quay sang gọi, a Trạch, giật mình, Vũ Trạch lắp bắp, được thôi, tôi sẽ đợi, để xem cậu báo đáp tôi như thế nào. Tiểu Ái lúc này đôi má ửng hồng, cô nhỏ nhẹ, vẫn là cậu khách khí, thật đó, bởi vì đó là... Rồi đột nhiên ngoài trời nổi lên giông bão, mưa chút ầm ầm bên khung cửa sổ. Tiểu Ân và Vũ Trạch ngồi bên trong căn phòng nhìn ra, vẻ mặt có chút buồn. Vũ Trạch buột miệng nói, mưa rồi, thật sự mưa rồi. Tiểu Ái đáp, đúng vậy, dự báo thời tiết đâu thể lừa người. Vũ Trạch nói tiếp, Tiểu Ái, cậu mang ô không? Cô đáp, đương nhiên là có mang rồi. Dứt lời, Tiểu Ái mở cặp, đưa tay vào bên trong lấy ô, rồi cô hốt hoảng, ủa, ô của mình đâu rồi chứ? Thấy Tiểu Ái cứ cố gắng lục hết ngăn này đến ngăn kia không thấy, Vũ Trạch nhìn cô rồi nói, thôi đừng có tìm nữa, chắc chắn là quên mang theo rồi. Tiểu Ái giải thích, không, làm sao có thể chứ, tớ nhớ là đã mang theo rồi mà. Vũ Trạch dường như cũng hiểu được phần nào đó, ánh mắt lạnh lùng, cậu nhìn Tiểu Ái rồi nói, nào, cậu qua đây đi. Tiểu Ái nét mặt buồn rầu, tay cầm chiếc cặp, lẽo đẽo bước về phía Vũ Trạch, ngoài trời thì vẫn cứ mưa như chút nước. Hai người cùng nhau bước đi dưới mưa, Vũ Trạch tay cầm chiếc ô, nói với Tiểu Ái, cậu đi sát vào mình chút, cẩn thận, đừng để bị ướt đó. Tiểu Ái nhìn cậu rồi nói, ừ, mình biết rồi. Rồi Tiểu Ái nói tiếp, A Trạch, cậu rất khác với A Phong đó, sinh đôi khác trứng cũng có lợi đó, ít nhất sẽ không bị nhận nhầm. Vũ Trạch quay sang nhìn Tiểu Ái nói, cậu và Tiểu Ân chỉ là có vẻ ngoài giống nhau mà thôi, những thứ khác rất khác đó. Câu nói của Vũ Trạch khiến Tiểu Ái đứng hình, cô nghĩ về câu nói của Vũ Trạch, về cái khác mà Vũ Trạch đang nhắc đến. Tiểu Ái đột nhiên khựng lại giây lát, cô cất tiếng hỏi, A Trạch, Vũ Trạch quay sang, hả, có chuyện gì vậy? Rồi Tiểu Ái nói tiếp, có phải, cậu cũng giống như những người khác, thích chị tôi hơn không? Vũ Trạch ngạc nhiên thốt lên, hả? Tiểu Ái cuối cùng cũng có câu trả lời, cô lẩm bẩm, ừ chắc chắn là như vậy rồi. Vũ Phong nắm chặt tay vào chiếc ô, cậu nhìn Tiểu Ái với ánh mắt đầy thông cảm. Bất chợt Tiểu Ái đưa bàn tay mình ra, hứng những giọt nước mưa đang rơi xuống từ chiếc ô, cô buồn rầu nói, tớ thật sự đã chịu đủ rồi, bị so sánh, bị kêu nhầm tên, chúng tớ vốn dĩ là hai người khác nhau mà. Tại sao ai cũng nói, song sinh thì phải ưu tú giống nhau cơ chứ? Ánh mắt tức giận, tớ là Hoa Tiểu Ái, không phải là Hoa Tiểu Ân. Vũ Trạch bình thản đáp, ừ, tâm trạng của Tiểu Ái vô cùng rối ren, bao nhiêu những suy nghĩ, tất cả đều dồn nén trong tâm trí của cô, ngoài trời mưa vẫn rơi không ngớt. Tiểu Ái nói thêm, nếu như, chúng tớ không phải là chị em song sinh, mà chỉ là người dưng nước lã thì tốt quá rồi đúng không? Vũ Trạch quay qua nhìn cô, cậu có chút gì đó thắc mắc, rồi cậu hỏi, vậy sao, là người dưng cũng không sao à? Tiểu Ái dường như có chút khó chịu, cô đưa tay bám chặt vào chiếc váy mình đang mặc. Rồi cô cứ thế mà lặng lẽ bước đi cùng Vũ Trạch dưới mưa với ánh mắt vô hồn. Lúc này, Vũ Trạch nhìn cô nở một nụ cười, tớ biết, cậu là Hoa Tiểu Ái, cậu chính là cậu, hay cứ là chính mình là được rồi, đừng quan tâm đến miệng lưỡi thế gian. Nghe được những lời này từ Vũ Trạch, Tiểu Ái vô cùng xúc động, đôi mắt tròn xoe long lanh. Bất chợt cô nở một nụ cười trên môi. Vũ Trạch thấy Tiểu Ái nhìn mình, cậu phần nào cũng thấy bối rối. Rồi đột nhiên Vũ Trạch nói với Tiểu Ái, cậu nhìn xem, ai đến kia? Tiểu Ái đưa ánh mắt theo hướng Vũ Trạch chỉ. Trời mưa rất lớn, dưới ánh điện đường, Tiểu Ái vô cùng ngạc nhiên. Khi cô nhận ra người đang đi về phía mình chính là Tiểu Ân, Tiểu Ân cầm ô bước đi trong mưa, vừa đi cô vừa ho khụ khụ khụ. Tiểu Ân bước đến trước mặt hai người, trên tay cầm một chiếc ô đưa cho Tiểu Ái, em quên mang theo ô rồi nè. Buổi sáng em đi vội quá, nên em quên sao? Dứt lời, Tiểu Ân quay sang nói với Vũ Trạch, a Trạch, vất vả rồi, cậu về nhà đi, muộn vậy rồi, người nhà cậu có lẽ đang rất lo lắng cho cậu đó. Vũ Trạch nhìn Tiểu Ân rồi đáp lời, ừm. Các cậu về đi, đi đường cẩn thận nha. Đến đây, Tiểu Ái vui vẻ nói, A Trạch, cảm ơn nha, hôm khác tớ sẽ mời cậu ăn kem nhé. Dứt lời, hai chị em Tiểu Ân và Tiểu Ái quay lưng bước đi. Tiểu Ân nói với Tiểu Ái, tối nay có một bữa thịnh soạn đó. Tiểu Ái đáp, khả năng nấu nướng của chị em không dám nịnh hót. Hi hi, thấy Tiểu Ái nói vậy, Tiểu Ân đáp trả, không ăn thì đổ đi. Nghe thấy Tiểu Ân nói vậy, bụng đang đói cồn cào, Tiểu Ái nhanh nhảu, ăn, ăn, hôm nay dùng não quá độ, em sắp đói chết rồi đây này. Vũ Trạch đứng lại phía sau, nhìn theo bóng dáng của hai chị em dần khuất xa, cậu nở một nụ cười thỏa mãn. Đang đứng ngơ người nhìn theo hai chị em, đột nhiên có tiếng gọi, anh ơi! Từ trên nhà, Vũ Phong đội mưa bước xuống, cậu vội vàng chui chung vào chiếc ô với Vũ Trạch, rồi Vũ Phong nói, cuối cùng thì anh cũng về đến rồi, mẹ bảo em đến gọi anh về ăn cơm đó, cho nên, em dầm mưa ra đây hả? Dứt lời, Vũ Phong đến đây khoác lên vai Vũ Trạch, anh của em có ô, em sợ gì chứ?
Vũ Trạch quát, tránh ra. Lúc này, bên nhà của Tiểu Ân, Tiểu Ái gắp miếng trứng ốp la lên nhìn mà cô trào nước mắt. Cô nhìn chằm chằm vào miếng trứng ốp, Tiểu Ái nói với Tiểu Ân, trứng nhạt quá, khi ốp trứng thì chị phải cho thêm ít xì dầu vào chứ. Tiểu Ân nhìn Tiểu Ái, ánh mắt thờ ơ, nè, đừng có ở đó mà được voi lại đòi hai bà trứng nha. Hiếm khi chị làm nhiều món như vậy, nếu em còn nghi ngờ tay nghề của chị nữa, thì coi chừng chị cho em nhịn đói đó. Nghe thấy Tiểu Ân nói vậy, Tiểu Ái không dám ho he nửa lời, nhìn những món ăn mà Tiểu Ân nấu, toàn trứng là trứng, trứng luộc, trứng ốp, canh trứng, Tiểu Ái khen đều, chị quả thật rất chi là lợi hại. Tiểu Ân ngồi xuống bàn ăn, vừa cầm chén cơm lên, Tiểu Ân nói, chúc mừng em nha, tranh của em được đăng lên tập san của trường rồi đó. Chỉ đợi có vậy, Tiểu Ái nở mũi hãnh diện, hứ, chị sùng bái em rồi chứ gì. Tiểu Ân đặt chén cơm xuống bàn, miệng cô nói, đừng có mà ở đó đắc ý, rồi Tiểu Ân lại ho lên, khụ khụ, chị ăn no rồi, em ăn tiếp đi. Tiểu Ái vô cùng ngạc nhiên, nhìn Tiểu Ân hỏi, chị mới ăn có một chút thôi mà, sao lại không ăn nữa vậy? Rồi Tiểu Ân nói, khụ khụ khụ, chị cảm thấy hơi buồn nôn, em ăn xong rồi thu dọn bát đũa lại nhé, chị mệt, chị đi ngủ trước đây. Tiểu Ái nói với theo, này, chị uống thuốc chưa, không uống mà sốt rồi thì em cũng để mặc kệ chị đó. Tiểu Ân nói, không cần em phải nhọc lòng, khụ khụ khụ. Còn lại một mình ngồi ăn, Tiểu Ái cảm thấy vô cùng lo lắng, chị ấy không sao chứ, sao chị ấy tự nhiên lại như vậy chứ? Màn đêm buông xuống, hai chị em Tiểu Ân và Tiểu Ái đang nằm, thấy Tiểu Ân nằm bên cạnh có vẻ chưa ngủ, Tiểu Ái quay sang hỏi, chị ngủ rồi à? Tiểu Ân không quay lại mà trả lời, ừ, khụ khụ, em ngủ đi, đừng có làm ồn chị. Thấy Tiểu Ân nói vậy, Tiểu Ái cũng yên tâm phần nào, rồi cô quay lại, nằm nhắm mắt ngủ, Tiểu Ái nghĩ bụng, giọng nói to tràn đầy năng lượng, có lẽ là không có chuyện gì xảy ra đâu. Sáng hôm sau, Tiểu Ái vừa rời khỏi giường, thì nhìn thấy mẹ của cô đang bê chậu nước trên tay đi lau hạ sốt cho Tiểu Ân. Thấy vậy, Tiểu Ái thắc mắc hỏi, mẹ ơi, chị vẫn còn sốt ạ? Mẹ cô đáp lời, đúng vậy, chị của con cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn, con đừng có làm ồn đến chị nha. Tiểu Ái ngoan ngoãn đáp, vâng ạ. Rồi Tiểu Ái bước vào trong phòng, ánh mắt đầy lo lắng. Nhìn thấy Tiểu Ân đang nằm trên giường, khuôn mặt ửng hồng vì sốt, Tiểu Ái cảm thấy vô cùng thương chị. Rồi Tiểu Ái đưa hai ngón tay lên trước mặt, vẻ mặt có chút ngập ngừng, vừa đặt tay lên trán Tiểu Ân, Tiểu Ái vô cùng hốt hoảng, hay ha. Rồi Tiểu Ái ngồi bên cạnh giường, tay vẫn chưa rời khỏi trán Tiểu Ân, Tiểu Ân hỏi cô, em đang làm cái gì vậy? Tiểu Ái cười tít mắt lại, nhìn Tiểu Ân trả lời, chị ơi, chị đã đỡ hơn chưa ạ? Tiểu Ân nhìn rồi nói, chị cảm thấy chóng mặt quá. Tiểu Ái thấy chị mình nói vậy thì thắc mắc, kỳ lạ, pháp thuật sao không có tác dụng nhỉ? Em xem trên TV thấy có tác dụng mà ta. Tiểu Ân nhìn cô em gái Tiểu Ái, gượng cười rồi nói, em ngốc à, trong TV là người giả thôi, người thường không có pháp thuật đâu. Tiểu Ái ngạc nhiên, rồi cô thắc mắc hỏi, vậy thì bây giờ em phải làm sao đây chứ? Tiểu Ân lại tiếp tục ho liên hồi không ngớt, khụ khụ khụ, khụ khụ khụ. Tiểu Ái vô cùng sợ hãi, ánh mắt cô hỗn loạn. Nằm bên cạnh Tiểu Ân vẫn cứ ho, ho liên tục không ngớt, Tiểu Ái thấy sợ, cô quay sang lay lay người Tiểu Ân và gọi, chị ơi. Tiểu Ái đưa tay sờ lên trán Tiểu Ân, lúc này Tiểu Ân sốt cao, khuôn mặt đỏ bừng. Tiểu Ái vô cùng sợ hãi, miệng cô lắp bắp, nóng quá, chẳng phải chị đã uống thuốc rồi sao, thế này sao mà được, để em dẫn chị đi khám bác sĩ. Dứt lời, Tiểu Ân ra lấy chiếc xe đạp cà tàng, dìu Tiểu Ân lên xe rồi trở đi, Tiểu Ân ngồi phía sau, vô cùng mệt mỏi. Vừa cố gắng đạp xe, Tiểu Ái vừa động viên, chị, sắp đến nơi rồi, chị thế nào rồi ạ? Tiểu Ân vẫn cố gắng ngượng, ánh mắt vô cùng mệt mỏi, hơi thở thều thào trả lời đứt quãng. Ừ, chị không sao đâu. Hai chị em cứ thế đèo nhau, vượt qua hết đoạn đường này đến đoạn đường khác trong đêm tối, Tiểu Ái cũng vô cùng mệt. Tiểu Ái vẫn cố gắng động viên, chị, nắm, chặt, em, sắp, đến rồi. Tiểu Ái nghĩ bụng, làm sao đây, tại sao lần sốt này nghiêm trọng như vậy chứ? Bố của A Trạch, chính là bởi vì bị sốt cao không giảm, chữa trị không kịp thời mới chết. Chị nhất định sẽ không sao đâu. Nhìn hai đứa trẻ đèo nhau trong đêm tối, cảm giác thật là đáng thương. Sau một hồi vật lộn cùng đêm tối, cuối cùng Tiểu Ái cũng đã chở Tiểu Ân đến bệnh viện. Sau khi làm thủ tục khám xong xuôi, bác sĩ thông báo với cô, thân nhiệt đã dần hạ xuống rồi, đừng lo lắng, không có vấn đề gì nghiêm trọng đâu. Đến đây, Tiểu Ái mới dám thở phào nhẹ nhõm. Sau khi Tiểu Ân nhập viện, cô được các bác sĩ cho truyền nước để bù lại lượng nước đã mất do sốt. Tiểu Ân từ từ mở mắt, Tiểu Ái vui mừng, chị tỉnh rồi à? Tiểu Ái nói tiếp, xem như chị mạng lớn, nếu như không có em, xem chị phải làm như thế nào. Tiểu Ân nở một nụ cười nhẹ nhàng, rồi cô nói, đúng đó, cũng may mà chị có em gái. Ánh mắt Tiểu Ái tròn xoe nhìn Tiểu Ân, quả thật hôm nay cô đã được một phen hú vía. Tiểu Ái lúc này ngồi quay lưng lại, rồi cô nói với Tiểu Ân, em chỉ là sợ chị sốt hỏng đầu, sau này không có cách nào thi được hạng nhất nữa. Tiểu Ân mệt mỏi nói, không phải, đối với chị, hạng nhất cũng không quan trọng. Nghe đến đây, Tiểu Ái há hốc mồm, miệng thốt lên, không quan trọng, hừ, chị nói những lời này với em, đủ để làm tổn thương người khác lắm đó. Tiểu Ân nhìn Tiểu Ái, vẫn là cái ánh mắt vô cùng mệt mỏi đó, em hãy cố gắng hết mình là được, không cần quá để ý đến kết quả đâu. Tiểu Ái ngạc nhiên thốt lên,
nhưng mà kết quả rất chi là quan trọng đó. Nghe Tiểu Ái nói vậy, Tiểu Ân buông xuôi, cô cũng không biết phải nói gì thêm nữa. Rồi Tiểu Ân tươi cười bình thản nói, Tiểu Ái, em mặc kệ người xung quanh, bọn họ lấy chúng ta ra để so sánh thế nào đi nữa, tình cảm của chúng ta sẽ không ảnh hưởng, đúng chứ? Thực ra, chị rất ngưỡng mộ em có việc mà bản thân mình thích làm, đó là con người của em. Chị cảm thấy em rất giỏi, tương lai của em khiến cho người khác mong chờ đó. Tiểu Ái nét mặt buồn rầu, bởi vì cô biết bản thân mình là người như thế nào, năng lực của mình ra sao. Đột nhiên Tiểu Ái đưa tay lên che mặt, thấy vậy Tiểu Ân quay qua hỏi, ủa, em đang khóc hả? Tiểu Ái giả vờ mạnh mẽ, hứ, em còn lâu mới khóc nhé. Đúng lúc này, bụng Tiểu Ái vì đói nên dạ dày của cô lên tiếng phản đối, ọc ọc. Rồi hai chị em cười phá lên, ha ha ha, tiếng vang xa quá. Tiểu Ái ngồi dậy khỏi giường bệnh của Tiểu Ân, miệng cô nói, đói quá đói, phải gọi điện cho A Trạch xem thế nào. Tiểu Ái lê từng bước nặng nề. Tiểu Ái thầm nghĩ, em sẽ cố gắng, phải cố gắng thật nhiều. Rồi sẽ có một ngày, em cũng có thể nhận được sự thừa nhận của mọi người, để họ nhìn thấy được sự tồn tại của em. Tiểu Ân nghe thấy vậy, cô nở một nụ cười trên môi, chuyển cảnh, sau khi Tiểu Ái gọi điện báo cho A Vũ Trạch, hai anh em Vũ Trạch và Vũ Phong vội vã chạy đến bệnh viện. Cầm giỏ trái cây trên tay, Vũ Phong vừa thở hổn hển vừa nói, đúng là bị sốt không phải chuyện đùa đâu, Tiểu Ái, cậu phải thông báo sớm cho bọn tớ chứ, bọn tớ có thể giúp các cậu mà. Vũ Trạch cũng nói thêm, thôi, không sao là tốt rồi. Tiểu Ái lúc này gãi gãi đầu cười trừ, tớ vội quá nên quên mà, hì hì. Dứt lời Vũ Phong lại bên cạnh giường bệnh, nhìn Tiểu Ân rồi cậu hỏi, Tiểu Ân, bây giờ cậu đã đỡ hơn chút nào chưa? Tiểu Ân đáp lời, đừng có lo lắng, Vũ Trạch trên tay đang cầm một bịch đồ ăn. Rồi cậu đưa cho Tiểu Ái, này, cậu cầm lấy đi. Tiểu Ái nhìn với ánh mắt tò mò, Vũ Trạch nói, đó là bữa sáng đấy. Tiểu Ái đón nhận, cô mở ra, đưa mũi vào hít một hơi dài, miệng tấm tắc khen, thơm quá đi mất, cảm ơn cậu nhiều nha. Vũ Trạch nhoẻn miệng cười nhìn cô. Rồi cậu xoa xoa đầu Tiểu Ái, cậu đó, lá gan cũng không nhỏ, nửa đêm nửa hôm, thân gái liễu yếu đào tơ, một mình vội vội vàng vàng chở chị đi đến trung tâm y tế. Tiểu Ái đáp, hì hì, cũng may lúc đó mưa đã tạnh rồi. Vũ Phong lúc này tay cầm tô cháo hành, đưa cho Tiểu Ân, cậu ăn cháo trước đi, lát nữa ăn thêm chút hoa quả nữa, rất nhanh thôi, cơ thể sẽ khỏe mạnh bình thường trở lại ấy mà. Rồi Vũ Phong nhìn thẳng vào mắt Tiểu Ân gọi cô, Tiểu Ân, cậu bị làm sao vậy, nếu như cậu cảm thấy trong người khó chịu, thì cậu phải nói ra nha. Tiểu Ân nhìn cậu rồi đáp, tớ không sao, cảm ơn cậu. A Phong, Vũ Phong đáp, cậu khách sáo với tớ làm gì chứ. Sau khi hai anh em nhà Vũ Trạch đến, Vũ Trạch và Tiểu Ái tách tốt, bỏ lại Vũ Phong và Tiểu Ân trong phòng. Vũ Trạch và Tiểu Ái đi ra ngoài khuôn viên bệnh viện, hai người ngồi dưới gốc cây ăn xong, Tiểu Ái vươn vai một cái rồi nói, ăn no đủ thật là thoải mái quá đi mất. Vũ Trạch nhìn Tiểu Ái, anh nở một nụ cười trên môi nhìn cô rồi nói, Tiểu Ái, cậu vất vả quá rồi. Tiểu Ái cười nhẹ, hi hi. Rồi đột nhiên, Tiểu Ái nở một nụ cười tỏa nắng, cũng may là chị của tớ không có làm sao cả. Vũ Trạch đáp, đúng vậy, có cậu ở đây, chị của cậu chắc chắn sẽ không sao đâu. Tiểu Ái nghe thấy Vũ Trạch nói vậy, cô tròn xoe mắt. Rồi cô nở một nụ cười với cậu. Rồi đột nhiên, Tiểu Ái nhớ lại, rồi cô kể với Vũ Trạch, có một lần Tiểu Ân bị ốm, Tiểu Ái cũng ngồi bên cạnh giường, Tiểu Ân cũng nói với cô, tuy rằng người không có pháp thuật, nhưng có em ở đây, chị sẽ khỏe lại thôi. Ánh mắt Tiểu Ái tò mò, rồi Tiểu Ân nói tiếp, nếu không sẽ không có ai để cãi nhau với em rồi, em sẽ rất chi là buồn chán đó. Nghe thấy vậy thì Tiểu Ái phá lên cười, đôi mắt hít không nhìn thấy ánh sáng ở đâu. Đến đây, Tiểu Ái tươi cười nói với Vũ Trạch, đúng rồi, lúc đó chị ấy cũng nói như vậy đó. Rồi hai chân Vũ Trạch và Tiểu Ái trêu đùa với đàn bướm trên mặt đất, rồi đột nhiên Tiểu Ái cất tiếng gọi, A Trạch, thực ra tớ và chị ấy là chị em song sinh cũng khá là tốt đấy. Vũ Trạch tươi cười đáp, điều đó là đương nhiên rồi. Ánh mắt mơ hồ nhìn về xa xăm, rồi Vũ Trạch nói tiếp, giá như lúc đó, tôi cũng có thể giống như cậu lúc này, bố tớ chắc có lẽ cũng không sao nhỉ. Tiểu Ái đưa bàn tay bé nhỏ của mình lên xoa xoa mái tóc Vũ Trạch. Ánh mắt chăm chú nhìn, rồi cô nhận xét, A Trạch cười lên là đẹp nhất đó, bố cậu từng nói như vậy mà. Vũ Trạch ánh mắt mơ hồ, những ký ức trước đây đều hiện lên trong đầu cậu. Rồi đột nhiên, Vũ Trạch cất tiếng nói, đi thôi, sắp đến Tết Đoan Ngọ rồi, mẹ tớ nói đến lúc đó mọi người sẽ cùng nhau gói bánh u đó. Tiểu Ái đáp, được đó, mình mong chờ ngày này quá. Dứt lời cũng là lúc hai người đứng dậy khỏi ghế, cùng nhau bước về phòng bệnh. Chuyển cảnh, sau khi hai người rời khỏi bệnh VNG về nhà, Vũ Trạch nằm ngủ, trong ánh mắt mơ hồ, Vũ Trạch chợt nhớ về ký ức trước kia, ánh mắt bừng sáng. Bản thân Vũ Trạch thấy mình đang bước đi giữa một vùng tăm tối, cậu không hiểu chuyện gì. Rồi cậu nghe thấy giọng nói của Tiểu Ái, A Trạch à, trong ký ức mơ hồ, cậu đột nhiên quay đầu trở lại. Rồi câu nói quen thuộc giống như câu nói của Tiểu Ái nói với cậu, nụ cười của A Trạch là đẹp nhất đó. Rồi hình ảnh bố cậu hiện về, trong tiềm thức Vũ Trạch gọi lớn, bố ơi, người đàn ông mang cặp kính, nở một nụ cười hiền từ với cậu. Rồi ông đưa tay lên xoa xoa đầu Vũ Trạch. Vũ Trạch cầm tay ông năn nỉ, bố ơi, bố kể chuyện cho con nghe đi mà, có được không bố?
Ông ngồi xuống, đưa tay xoa nhẹ má Vũ Trạch, ông nói với giọng ấm áp, tối nay thì không được rồi, để lần sau con trai nhé. Dứt lời, ông đứng dậy bước đi, ném một nụ cười lại với cậu. Vũ Trạch buồn rầu, cố gắng níu kéo, đừng mà bố. Rồi một vầng sáng lóe lên. Vũ Trạch tự trách móc bản thân mình, bố ơi, nếu như lúc đó mình có thể đưa bố đi bệnh viện. Rồi nếu như lúc đó cậu đừng có đóng cửa, bố cậu được nghỉ ngơi, không làm việc nặng nhọc nữa, thì có lẽ ông ấy vẫn còn có thể sống tiếp. Bàn tay chới với giá như thời gian có thể quay ngược trở lại, mà phải quay ngược về đúng lúc đó, mình mới có thể cứu sống ông ấy được. Rồi bỗng nhiên Vũ Trạch bừng tỉnh, đôi mắt tròn xoe. Vũ Phong bên cạnh tươi cười hỏi, tỉnh rồi à? Vũ Trạch đang cầm chặt tay của Vũ Phong. Vũ Phong cười đều trêu, mới sáng sớm có cần cầm tay nhiệt tình vậy không chứ? Chắc không phải trong giấc mơ, anh đã vô tình gặp được. Dứt lời, Vũ Trạch tung một cú đấm vào mặt Vũ Phong, khiến Vũ Phong bay ra ngoài cửa. Miệng Vũ Trạch không quên nói theo, cút. Vũ Phong lồm cồm bò dậy, bước đến trước mặt Vũ Trạch, rồi tức giận chỉ tay vào người Vũ Trạch, đáng ghét, em có lòng tốt gọi anh dậy, anh thế mà đánh em sẽ tẩn anh một trận. Vũ Phong thấy vậy thì lên tiếng, em cứ thử xem. Đột nhiên giọng nói của mẹ cậu vang lên, A Trạch, A Phong, không được đánh nhau, mau xuống đây ăn sáng đi. Vũ Phong đáp lời, con đến đây, rồi Vũ Phong nói với Vũ Trạch, lần sau, em sẽ tìm anh tính sổ. Quay lại lúc này, Vũ Trạch ngồi dậy, cậu nghĩ bụng, lại mơ thấy giấc mơ giống như vậy, bố mất cũng đã 10 năm rồi, mẹ cũng đã tái hôn rồi. Sáng hôm sau, khi bình minh vừa lóe lên, bên căn nhà bé nhỏ của mình, con mèo béo đang chăm chú uống sữa. Mẹ cậu tay cầm đĩa bánh, ánh mắt hiền từ nhắc nhở, mèo mập, uống sữa bò cẩn thận đau bụng đó nha. Thấy mẹ nói vậy, Vũ Phong nói với bà, mẹ à, để nó uống đi mà, đau bụng mới tốt, xem như giảm cơn luôn. Mẹ xem, nhìn nó béo như heo vậy đó, ha ha ha, mẹ cậu nhắc yêu, cái thằng này, chỉ biết ăn nói lung tung thôi à. Rồi mẹ cậu nhìn Vũ Phong mà nói, đúng rồi, ăn sáng xong, các con đi hái ít lá trúc về đây nhé, mẹ chuẩn bị nguyên liệu. Hôm nay phải gói bánh u đó, Vũ Phong nói thêm, à, Tiểu Ân, Tiểu Ái nói cũng muốn đi cùng, thấy vậy bà nhắc nhở, thế à, vậy các con đừng có đùn đẩy việc cho hai cô bé đó nhé, Vũ Phong đáp lời, dạ mẹ, con nào dám làm như vậy chứ. Vũ Trạch lúc này không nói lời nào, ánh mắt cậu thẫn thờ, thấy vậy, bà có chút lo lắng mà nhìn cậu. Vũ Trạch vẫn đang thẫn thờ nghĩ về giấc mơ mà cậu gặp, Tiểu Trạch tay cầm quả trứng, ánh mắt thẫn thờ, con mèo ú thì nhảy vào lòng cậu. Rồi như có điều khó nói. Mẹ cậu đưa hai tay lên đan đan vào nhau, bà cố gắng lấy bình tĩnh. Rồi bà nhìn hai người nói, còn nữa, chú của các con sẽ được nghỉ phép mấy ngày, ông ấy nói muốn về thăm các con. Nghe đến đây, Vũ Trạch đột nhiên dừng lại trong giây lát. Vũ Phong thì hớn hở, được thôi, đã lâu không gặp chú rồi. Vũ Trạch vẫn giữ nguyên nét mặt buồn rầu, bà quay qua hỏi, A Trạch, còn con thì sao? Không thấy trả lời, ở bên cạnh, Vũ Phong nhắc nhở, anh, mẹ hỏi kìa. Không khí vẫn yên lặng, trên tường, từng tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ đều đặn vang lên. Thấy vậy, bà nhìn Vũ Trạch rồi nói, thôi, để mẹ bảo ông ấy tạm thời đừng về đây trước vậy, không có sao đâu. Lúc này, Vũ Trạch cầm quả trứng trên tay bóc tiếp, rồi cậu đưa cho con mèo mập ăn, miệng cậu nói, con sao cũng được, ông ấy có về hay không cũng không có liên quan đến con. Vũ Phong bên cạnh nói thêm vào, à, ý anh ấy chính là chú có thể về nhà đó ạ. Bỗng nhiên, có tiếng gõ cửa nhà, rồi bà ra mở cửa, Tiểu Ân mở lời, gì anh à, chúng cháu đến rồi ạ, còn Tiểu Ái thì hớn hở nói vọng vào, đi hái lá trúc thôi. Rồi bà qua hỏi, Tiểu Ân, Tiểu Ái đến sớm vậy à, các cháu ăn sáng chưa vậy, cùng nhau ăn đi, đừng khách sáo. Tiểu Ân đáp lời, không cần đâu ạ, chúng cháu đã no rồi ạ. Rồi đột nhiên Vũ Trạch đưa tay, lấy chiếc giỏ Tiểu Ái đang cầm, cậu đẩy Tiểu Ái đi trong sự ngỡ ngàng đến ngơ ngác của Tiểu Ân, đi thôi. Tiểu Ái vừa đi vừa nói, A Phong mau lên, chúng tớ không đợi cậu đâu nha, mẹ cậu đứng nhìn theo đám trẻ, bà đưa ta vẫy rồi nói, đi đường cẩn thận nha. Vũ Phong nghe thấy mọi người đi, cậu ta hốt hoảng, này, các cậu đợi tớ một chút, tớ đang đi vệ sinh. Vũ Phong hớt hải chạy ra, vừa chạy vừa sắp quần, cầm lấy chiếc giỏ mà Tiểu Ân đang cầm, bốn người cùng nhau bước đi, Tiểu Ái bực bội nói, chậm chết đi được, lúc nào cũng lề mà lề mề, đúng là người lười hãy đi vệ sinh nhiều. Vũ Phong chống chế, đồ ngốc, chưa nghe qua câu, con người có ba gấp sao, Tiểu Ái đáp, cậu mới là đồ ngốc, đại ngốc, dáng vẻ thẹn quá hóa giận thật là thê thảm. Đám trẻ đi nửa ngày trời, ai nấy đều mệt mỏi, Vũ Phong chán nản thở dài. Hai ra, đến chưa vậy, đi hái lá trúc phiền chết được, mua lá trúc chẳng phải được rồi sao? Tiểu Ái thấy thái độ của Vũ Phong như vậy, cô nhìn cậu ta rồi nói, heo lười à heo lười, tự mình đi hái lá trúc tươi mới, đương nhiên là tốt nhất rồi. Tiểu Ân cũng nói thêm, lại bắt đầu rồi, phục hai người luôn. Đột nhiên, Vũ Phong chọc chọc lên mặt Tiểu Ái rồi nói, heo ngốc à heo ngốc, vậy cậu hái nhiều lên chút nhé. Vũ Phong đột nhiên ngồi thụp xuống đáp, Tiểu Ái tức giận đưa chân ra, đá Vũ Phong, cô nói, đáng ghét, cậu ngứa đòn à? Vũ Phong cười lớn, ha ha. Đánh không có chúng, lêu lêu, thấy hai người trêu đùa nhau không ai chịu nhường ai, Tiểu Ân tức giận chống nạnh hỏi, có đi nữa không hả? Bên này, ông Thành đứng nhìn đám trẻ. Rồi ông tươi cười nói, ai dô, tình cảm tốt thật đó. Vừa nói, ông vừa đưa hai tay vỗ vào nhau, Tiểu Ái và Vũ Phong nghe thấy vậy thì hét lên, ông Thành à,
ông đừng có ăn nói tào lao nữa mà. Rồi ông nói tiếp, ta nói mà, em trai với em gái một đôi, nghe thấy vậy, Tiểu Ái hét lên, ghê tởm, heo lười, cút xa tớ ra chút. Vũ Phong cũng không kém, hét lớn hơn, heo ngốc, cậu tốt nhất thì đừng lại gần tớ. Ông nói tiếp, anh trai và chị gái một đôi, tốt biết bao. Tiểu Ân đưa mắt lên nhìn Vũ Trạch, ánh mắt mong chờ. Đột nhiên, Tiểu Ân quay sang nhìn Vũ Trạch rồi gọi, A Trạch. Cậu vẫn im lặng không chút phản ứng, thấy vậy, Tiểu Ân đưa tay kéo áo Vũ Trạch rồi gọi lớn hơn, A Trạch. Lúc này, Vũ Trạch mới quay lại nhìn Tiểu Ân, rồi cô hỏi, cậu bị làm sao vậy? Vũ Trạch nhìn cô đáp, không, tớ không sao cả. Tiểu Ân tức giận nói, cậu, cái đồ đầu heo này. Bên này, trận chiến giữa Vũ Phong và Tiểu Ái vẫn đang diễn ra vô cùng gay cấn. Ông Thành vẫn đang nhiệt tình cổ vũ, vỗ tay, người này túm tóc người kia túm lại người này, bảo thả ra nhưng không ai chịu thả tay. Thấy vậy, cả Tiểu Ân và Vũ Trạch đều đứng nhìn, hai người thắc mắc, quầy, bọn họ đang làm gì vậy? Tiểu Ân đáp lời, tương ái tương sát, Vũ Trạch thì nói, chỉ có tương sát thôi nhỉ. Chuyển cảnh đến siêu thị Ly Tử, mẹ của Vũ Trạch và Vũ Phong bước vào siêu thị, bà mở lời, A Tú, tôi mua ít tép khô và trứng gà, A Tú đáp. Được thôi, mua đồ về gói banh ú đón Tết Đoan Ngọ hả, đúng vậy. A Tú lấy rổ để lấy tép khô, rồi bà nhìn anh nói, đúng rồi, A Anh, vị đó nhà cô sẽ về đây để ăn lễ sao, A Anh đáp, ừ, ông ấy nói ngày mai sẽ về. A Tú nói thêm, ừ, vậy thì quá tốt rồi, mà anh ấy cũng đã lâu không về rồi nhỉ, A Anh, cô yên tâm, Minh Huy là người tốt, A Trạch sớm muộn gì cũng sẽ chấp nhận anh ấy mà thôi. A Anh nhận lấy túi đồ từ A Tú, cô nói thêm, có lúc tôi nghĩ, tôi đưa ra sự lựa chọn như vậy, cũng chẳng biết là có đúng không nữa. Vừa nói A Anh vừa mở túi lấy tiền trả cho A Tú. A Tú thì trả lời không cần suy nghĩ, đúng, đúng, ít nhất thì các con cô sẽ có một gia đình hoàn chỉnh, Minh Huy đối với gia đình này cũng là tận tâm tận lực, tốt biết bao. Đúng vậy, bọn trẻ nhà tôi cũng sắp về rồi, tôi cũng đi trước đây, được được, đi thong thả nhé. A Anh bước đi, phía sau A Tú nói với người bên cạnh, A Anh thật không dễ dàng gì, nhưng A Trạch vẫn chưa chấp nhận người bố mới này, cũng có thể hiểu được. Đúng vậy, hai gia, còn nhớ lúc đó, A Anh dẫn A Phong ra ngoài thăm bà nằm viện rồi. Một mình A Trạch ở nhà với người bố, rồi ông bị bệnh và qua đời. Đối với thằng bé mà nói, đây là một đả kích quá lớn, khó lòng có thể chấp nhận được. Lúc này, từng bậc thang lên núi dài đằng đẵng. Vũ Trạch vẫn không hề nghe tiếng gọi từ bên cạnh của Tiểu Ái, A Trạch, rồi cô bước lại, đưa tay vỗ mạnh vào đầu Vũ Trạch đến bốp, miệng gọi, Lý Vũ Trạch. Vũ Trạch giật mình quay lại, Tiểu Ái nhìn cậu hỏi, cậu có tâm sự gì sao, kêu cậu đến rát cả họng cũng không có chút phản ứng nào. Vũ Trạch đôi mắt đăm chiêu nhìn về phía trước, mình có chút chuyện. Tiểu Ái đưa tay vỗ vỗ ngực mình rồi nói, có chuyện gì thì cậu cứ nói ra, tớ sẽ giúp cậu giải quyết, ok. Vũ Trạch quay qua cười với Tiểu Ái, có câu nói này của cậu là đủ rồi. Tiểu Ái nói tiếp, tớ là nói thật đó, tớ nhất định sẽ dốc hết sức để giúp cậu, rất đáng tin đó nha. Vũ Trạch đôi mắt lạnh lùng nhìn về Tiểu Ái. Rồi cậu đưa tay lên, vuốt nhẹ mái tóc của Tiểu Ái trong sự ngỡ ngàng của cô. Tiểu Ái đôi mắt nhắm hờ tận hưởng, đôi má ửng hồng vì ngại ngùng. Vũ Trạch đưa tay lên sờ nhẹ lên má của cô đầy tình cảm. Rồi đột nhiên, Vũ Trạch nhìn cô cười nói, cậu là bé mèo hoa đó hả? Tiểu Ái nghĩ bụng, thật kỳ lạ, đây đâu có phải là lần đầu tiên đụng chạm đâu cơ chứ, khuôn mặt ửng hồng, bàn tay nắm chặt, từng nhịp tim đập thình thịch vang lên như tiếng trống khai giảng năm học. Thế nhưng mà, tại sao lần này, khi mình đụng vào cô ấy, mình lại có cảm giác kỳ lạ như vậy chứ? Hay là bởi vì ở đây trên núi cao, có gió dịu dàng mát mẻ, hoặc là do mùi hương thoang thoảng của lá trúc, hay là do một thứ gì khác, cho nên sẽ trở nên không giống? Tiểu Ái nghĩ tiếp, ồ... Nhưng mà cũng không đúng, mình không kìm được cảm xúc mà tim cũng đập nhanh hơn nữa. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào, tại sao chứ? Vũ Trạch đưa hai tay lên má của Tiểu Ái, cậu hỏi, ha ha, ngược lại là cậu có chuyện gì muốn tớ giúp à? Tiểu Ái lúc này cảm xúc xen lẫn, tay chỉ lên trên trời, miệng lắp bắp, lá trúc ở bên trên vừa to vừa dày, cậu cao, nhất định là sẽ hái được. Dứt lời, Vũ Trạch thả Tiểu Ái ra, cậu đi hái lá trúc. Tiểu Ái không tin vào những gì vừa xảy ra, cảm xúc vừa rồi. Cô tự đưa tay vả vào mặt mình xem có phải là thật không hay đó, chỉ là một giấc mơ, bình tĩnh, nhất định là do trời hôm nay nóng quá rồi. Tiểu Ân đứng bên này, vén cành trúc nhìn về phía Tiểu Ái và Vũ Trạch đang nói chuyện. Vũ Trạch hỏi Tiểu Ái, cậu bị sao vậy? Tiểu Ái đáp, không, không sao, mình cảm thấy có chút nóng mà thôi. Tiểu Ân chăm chú quan sát, nét mặt đượm buồn, phía sau Vũ Phong nhìn thấy thì lên tiếng, Tiểu Ân, tâm trạng của cậu không tốt sao? Tiểu Ân bình tĩnh trở lại, cô bẻ một cành trúc, quay lại cười với Vũ Phong rồi nói, mình, tâm trạng của mình rất tốt. Vũ Phong nhìn Tiểu Ân nghĩ bụng, nhìn ánh mắt này, quả thật là đằng đằng sát khí. Bên này Tiểu Ái và Vũ Trạch đang chăm chú hái lá trúc, Tiểu Ái đưa lá trúc cho Vũ Trạch rồi hỏi, A Trạch, cái lá trúc này thế nào? Vũ Trạch đáp, không tệ, cũng được đấy. Rồi bỗng nhiên Vũ Trạch toát mồ hôi hột, nhìn về phía sau lưng. Ánh mắt tức giận, Tiểu Ân bước tới, nhìn chằm chằm vào Vũ Trạch, khiến Tiểu Ái bên cạnh vô cùng hốt hoảng, chị làm gì vậy? Tiểu Ân nói với giọng giận dữ, lá trúc cũng đủ rồi nhỉ, đi về nhà,
Vũ Trạch đáp, ừ, dứt lời cũng là lúc Tiểu Ân dắt tay Tiểu Ái bước đi. Cả hai không nhìn lại về phía sau, Tiểu Ân vừa đi vừa nói, Tiểu Ái, mau đi về. Tiểu Ân đáp, này, chị đừng có kéo em chứ, em tự mình đi về được. Tiểu Ái bỏ lại hai anh em Vũ Trạch và Vũ Phong đứng ngơ ngác, không hiểu chuyện gì xảy ra. Còn hai anh em đang đứng ngơ người, rồi Vũ Trạch quay sang hỏi Vũ Phong, cậu ấy bị làm sao vậy? Vũ Phong chỉ tay vào mặt mình, miệng trả lời, ủa, anh nhìn em, cái dáng vẻ của em bộ giống như biết có chuyện gì xảy ra hả? Hai chị em đi về, hai anh em Vũ Trạch bước phía sau, Tiểu Ái thắc mắc hỏi Tiểu Ân, chị bị làm sao vậy? Rồi Tiểu Ân khoác tay Tiểu Ái, Tiểu Ái hỏi tiếp, chắc không phải là lại bị bệnh rồi đó chứ? Tiểu Ân đáp, không, chị chỉ là cảm thấy có chút mệt mỏi thôi. Tiểu Ái nói thêm, ai bảo chị còn đeo cả túi ra ngoài chứ, không nặng à? Đột nhiên nhắc đến cái túi, Tiểu Ái thốt lên, ừ, đúng rồi, dứt lời Tiểu Ân mở cái túi ra lục tìm thứ gì đó, thấy vậy Tiểu Ái hỏi, chị tìm cái gì vậy ạ? Rồi Tiểu Ân nhìn Tiểu Ái vẻ hốt hoảng, không thấy cái ví đâu nữa, Tiểu Ái hốt hoảng, cái gì cơ, bao nhiêu tiền trong đó, đang yên đang lành sao tự nhiên lại không thấy đâu chứ, Tiểu Ân nói, không nhiều, có lẽ là bị rơi trên đường lúc đi hái lá trúc rồi. Thấy vậy, Vũ Phong nói với Tiểu Ân, để tớ đi tìm cùng cậu nhé. Tiểu Ân đáp lời, không cần, rồi Tiểu Ân quay sang nói với Vũ Trạch, a Trạch cậu đi tìm cùng tớ đi, cậu chu đáo hơn. Rồi Tiểu Ân quay sang nói với Vũ Phong và Tiểu Ái, hai người về trước đi. Tiểu Ái ngơ ngác, không hiểu chuyện gì xảy ra, còn Vũ Phong cúi mặt buồn rầu. Rồi Tiểu Ân nói tiếp, Tiểu Ái, mau lên, đi về đi. Tiểu Ân ấy chiếc túi lá trúc từ tay của Vũ Trạch đưa cho Vũ Phong rồi nói, a Phong, cậu xách lá trúc về trước đi. Dứt lời, Vũ Trạch và Tiểu Ân quay lưng bước đi, bỏ lại Vũ Phong và Tiểu Ái đứng nhìn phía sau. Tiểu Phong nói, hừ, tốt nhất là hai người về sớm lên đó. Tiểu Ái lúc này ánh mắt buồn rầu, ngơ ngác, không hiểu chuyện gì xảy ra, ánh mắt có chút buồn rầu. Rồi hai người đi về, giọng của Tiểu Ái thúc giục, a Phong, đi, a Phong hồn nhiên, ê Tiểu Ái, cậu đi ngược hướng rồi kìa. Trên ngọn cây, có một đôi chim bồ câu trắng đang tình tứ. Dưới đất, Vũ Phong và Tiểu Ái đang cầm một cành cây che trước mặt theo dõi. Vũ Phong nói với Tiểu Ái, tôi nói mà, cứ lên la lén lút đi theo thế này, chẳng phải quá là mất mặt rồi sao? Tiểu Ái nói nhỏ, nhưng mà, chị tớ rất đáng nghi đó. Vũ Phong ngạc nhiên thốt lên, hả? Sao lại vậy? Tiểu Ái nói tiếp, làm mất ví tiền mà lại bình tĩnh như vậy, chị ấy chính là người có tính toán tỉ mỉ đấy. Điều này rõ ràng là không hợp lý. Đột nhiên Tiểu Ái nhớ lại, lúc đó, Tiểu Ái thấy Tiểu Ân lén lút, kiểu như đang làm gì mờ ám, thấy vậy, Tiểu Ái mới hỏi, vừa rồi chị lén la lén lút đặt cái gì ở đó vậy? Tiểu Ân quay sang vẻ mặt thờ ơ, không liên quan tới em. Nhìn qua cành lá, Vũ Phong và Tiểu Ái thấy hai người đang đứng nói chuyện gì đó rất nghiêm túc. Vũ Phong thờ ơ nói, tôi bảo rồi, cậu nghĩ quá nhiều rồi đó. Rồi đột nhiên Tiểu Ái túm chặt cổ tay của Vũ Phong thốt lên, a Phong, mau mau, nhìn đi. Chị tớ vừa mới lấy từ trong túi ra một lá thư đưa cho a Trạch kìa, là một lá thư màu hồng, chắc đó không phải là thư tình đó chứ. Tiểu Ân đưa lá thư cho Vũ Trạch, bốn mắt nhìn nhau âu yếm. Rồi Vũ Phong quay đi, miệng ngậm cành lá, trả lời vẻ bâng quơ, có lẽ vậy rồi. Tiểu Ái thì có vẻ hốt hoảng, là thư tình á, cậu không cảm thấy kinh ngạc sao? Vũ Phong nhớ lại hình ảnh anh trai cậu có vô vàn cô gái liếc mắt đưa tình, muốn được yêu anh. Rồi Vũ Phong nói, chuyện đấy có gì đâu mà kỳ lạ chứ, người yêu của anh tôi quá là nhiều ấy. Tiểu Ân chắc chắn là giúp một bạn học nào đó đưa lá thư thay thôi. Rồi Tiểu Ái bàng hoàng, rồi cô cũng trấn an lại nói, ừm, điều đó cũng đúng. Rồi Vũ Phong cũng dương dương tự đắc, thư tình tớ nhận được cũng không có ít đâu nhé. Tiểu Ái đa xoáy, toàn là nhờ cậu chuyển cho A Trạch đúng không? Dứt lời, Vũ Phong như rơi xuống vực thẳm. Vũ Phong nói tiếp, tớ nói với cậu, anh tớ sẽ không nhận thư tình đâu, đến chạm vào cũng không chạm lấy một cái. Tiểu Ái đáp, thế à, tớ xem thử. Dứt lời, Tiểu Ái lén lút đưa mắt nhìn Vũ Trạch. Bên này, Tiểu Ân cầm lá thư trên tay, Vũ Trạch nhìn cô, khuôn mặt hơi ửng hồng vì ngại ngùng. Đúng lúc này, Vũ Trạch đưa tay ra nhận lá thư từ tay Tiểu Ân. Tiểu Ái tròn xoe mắt ngạc nhiên. Rồi cô thốt lên, cậu ấy nhận rồi. Vũ Phong mơ hồ, miệng ngậm cành lá đáp, ừ. Rồi đột nhiên Vũ Phong bừng tỉnh, cậu bỏ chiếc lá ra khỏi miệng, ngước nhìn về phía Vũ Trạch và Tiểu Ân. Rồi cậu há hốc mồm mà hét lớn, không thể nào. Sợ bị lộ, Tiểu Ái vừa tiếng chó sủa gâu gâu, cả Vũ Trạch và Tiểu Ân đều hướng mắt về phía phát ra âm thanh. Vũ Trạch nói, hình như tớ nghe thấy giọng của A Phong thì phải. Tiểu Ân đáp, không phải đâu, đó là chó sủa đấy. Bên này, Tiểu Ái đưa tay bịt miệng Vũ Phong, cậu cứng đơ hóa đá, miệng Tiểu Ái thì vẫn sủa tiếng chóa gâu gâu. Đứng bên này, Tiểu Ái và Vũ Phong vô cùng ngạc nhiên, họ không tin vào những gì đang mắt thấy tai nghe nữa, đôi mắt long lanh, rớm lệ. Tiểu Ân khẽ dướn người về phía Vũ Trạch, khiến cậu có phần hốt hoảng và hỏi lùi về phía sau. Ánh mắt nhắm hờ, Tiểu Ân ghé sát vào Vũ Trạch, khiến Vũ Trạch có phần lúng túng. Vũ Phong quay sang hỏi Tiểu Ái, Tiểu Ân có lẽ sẽ không thích anh của tớ đâu nhỉ, thư tình à, cậu ấy viết sao? Tiểu Ái đáp, hình như là vậy, quá đột ngột rồi, tớ trước đây thế mà không nhận ra.
Vũ Phong lắp bắp, không thể nào, tôi phải đi hỏi cho rõ ràng mới được. Dứt lời Vũ Phong định bước đi thì bị Tiểu Ái túm lại, cô nói với cậu ta, này, hỏi trước mặt rất là gượng gạo đó, tạm thời bọn họ vẫn chưa muốn để chúng ta biết, nên mới tránh né nhỉ, nói không chừng là bọn họ là đang tỏ tình đó. Rồi Vũ Phong hóa đá mà nghĩ, bốn người chúng ta, không có cách nào để giống như hồi nhỏ nữa sao, tình bạn, không còn đơn thuần được nữa sao, à, nên làm gì đây, có chút lúng túng. Đến đây, Vũ Phong đưa tay vỗ vỗ vào gáy mình, Tiểu Ái thấy vậy thì hỏi, a Phong, cậu rất khó chịu sao, tại sao chứ? Vũ Phong cúi mặt xuống đáp, tớ chính là khó chịu đó, dựa vào cái gì, mà người Tiểu Ân thích lại là anh ấy chứ, mà không phải là. Đến đây, Tiểu Ái dốc ngang, miệng há hốc thốt lên, hả, cậu thích chị tớ à, cậu và anh tôi, chẳng phải cũng đi rất gần sao? Nghe vậy, Tiểu Ái như té giếng, đôi mắt long lanh, miệng lắp bắp, hả, cậu nói cái gì cơ? Tớ và cậu ấy, không phải như cậu nghĩ đâu, thật đó. Hai người ngồi nhìn về phía xa, tâm trạng trống rỗng rối bời. Vũ Phong nói tiếp, không phải như vậy thì là như nào hả? Tiểu Ái đáp, tớ cũng không biết nữa. Rồi Tiểu Ái nhớ lại, lúc đó, khi tay của A Trạch chạm vào mặt mình, tại sao tim mình lại đập nhanh vậy chứ? Tiểu Ái đang mông lung suy nghĩ, đột nhiên Vũ Phong nói như đinh đóng cột, tóm lại, anh tôi đối với cậu có đủ sự kiên nhẫn, hai người ở bên nhau cũng là xứng đôi vừa lứa, tạo hóa gây dựng mà, vô cùng xứng đôi. Nghe đến đây, ba máu sáu cơn, máu nóng trong người Tiểu Ái nổi lên, cô nghĩ, quà này mày chết với bà. Dứt lời, Tiểu Ái tức giận đưa tay túm tóc Vũ Phong, giơ nắm đấm về phía mặt cậu ta và nói, cậu đang ăn nói xà lơ cái qué gì vậy hả? Vũ Phong đau đớn, miệng lắp bắp, nhẹ nhẹ tay chút. Tiểu Ái thả Vũ Phong ra, vừa xoa xoa tóc, Vũ Phong vừa nhìn Tiểu Ái, rồi Tiểu Ái chắp tay về phía trước mà nói, A Trạch học tập rất lợi hại, cũng rất chăm lo cho nên tớ rất sùng bái cậu ấy, nhưng đây chỉ là sùng bái mà thôi, chứ không phải là kiểu thích đó đâu nhé, cậu ấy và chị tớ mới là hợp nhất đó. Lúc này, Vũ Phong hiên ngang đứng lên, hùng hồn tuyên bố, tớ không đồng ý. Tiểu Ái ngơ ngác hỏi lại, vậy cậu muốn đi tỏ tình với chị tớ à? Ánh mắt Vũ Phong mơ hồ, buồn rầu. Rồi đột nhiên cánh tay của Vũ Phong bị Tiểu Ái giữ chặt lại. Vũ Phong quay người lại, nhìn thẳng vào mắt Tiểu Ái hỏi, Tiểu Ái, nghiêm túc trả lời tớ, cậu cảm thấy Tiểu Ân liệu có thích tớ không? Câu trả lời của Tiểu Ái khiến trái tim của Vũ Phong vỡ vụn tan nát, sẽ không đâu. Dứt lời, Vũ Phong và Tiểu Ái bước đi, Vũ Phong nói, a, đau dạ dày quá, Tiểu Ái đáp, có lẽ là đau tim nhỉ. Hừ, tóm lại tớ không tin bọn họ có thể ở bên nhau. Chuyển cảnh, bình minh vừa lên, con mèo béo đang nằm hóng nắng trên mái nhà. Vũ Phong cầm sợi dây lên trước mặt, tức xanh mặt, khi nhìn thấy Tiểu Ân và Vũ Trạch đang chỉ cho nhau gói bánh. Vũ Phong hậm hực, mặt mày vô sỉ, đồ hai mặt, đồ xấu bụng. Bên này, Tiểu Ân đang cầm sợi dây lên, cô hỏi, A Trạch, là buộc ở chỗ này sao? Vũ Trạch đáp lời, xích lên trên một chút. Dứt lời cũng là lúc chiếc bánh mà Tiểu Ân gói bị rớt xuống, Tiểu Ân buồn rầu than thở, lại tuột rồi. Mẹ của Vũ Trạch và Vũ Phong nói, không sao, một năm gói một lần. Không quen tay cũng là bình thường mà, để mẹ đem số bánh ú này đi luộc trước, các con từ từ học nha, vâng ạ. Đến đây thì Vũ Phong nhìn Tiểu Ân rồi cậu nói, Tiểu Ân, tớ dạy cậu nhé. Tiểu Ân nhìn Vũ Phong đáp, bánh cậu gói bị lòi hết ra rồi kìa. Nhìn chiếc bánh lòi gạo ra, Vũ Phong cười trừ, ha ha. Rồi Vũ Phong nói tiếp, vấn đề nhỏ thôi, đợi tớ một phút tớ sẽ học được ngay, học xong rồi dạy cho cậu nha. Vũ Trạch bước đến bên cạnh Tiểu Ái. Nhìn Vũ Trạch, Tiểu Ái tươi cười nói, tớ biết làm, không cần dạy đâu. Vũ Trạch tươi cười nói, lợi hại đó nha. Đó là, làm đồ ăn thì tớ thành thạo lắm. Tiểu Ân thấy vậy thì bước tới cạnh Vũ Trạch, Tiểu Ái né về phía sau, từ chối làm kỳ đà cản mũi. Tiểu Ân nói, A Trạch, dạy tớ đi, A Phong làm không ổn lắm. Nghe Tiểu Ân nói vậy, Vũ Phong bỗng nhiên hóa đá, tức giận hét lên, hả, không ổn lắm sao? Lúc này tâm trạng Vũ Phong nặng nề, như có hàng tấn sắt đè lên lưng cậu ta. Tiểu Ái hỏi, A Phong, cậu vẫn ổn chứ? Hơi thở mệt mỏi, Vũ Phong đáp, sắp hẹo rồi. Bên trong phòng, mẹ của Vũ Trạch và Vũ Phong nhìn hướng ra qua cánh cửa sổ, bà nghĩ bụng, bầu không khí này không đúng lắm nhỉ. Bên trên mái nhà, chú mèo béo vẫn đang nằm ngủ ngon lành. Mẹ anh đã luộc xong mẻ bánh ú đầu tiên, bà mang ra, giọng bà vang lên, bánh ú mới ra lò đây. Tiểu Ái vui mừng nói, ra, ăn thôi nào. Nhìn thấy khay bánh được mang ra, khói bay nghi ngút thơm lừng, Tiểu Ái phi tới đưa tay lấy, ăn bốn cái rồi nhưng vẫn đưa tay để lấy thêm. Thấy vậy, Vũ Trạch nói, Tiểu Ái, đây đã là cái thứ năm rồi đó. Tiểu Ân cũng nói thêm vào, ăn nhiều, bị khó tiêu em tự chịu nha. Tiểu Ái thì đang cố gắng ăn, Tiểu Ái cất tiếng gọi, A Phong, cậu đến đây thi với tớ đi, năm nay chắc chắn tớ sẽ thắng. Mẹ của Vũ Trạch tay cầm ấm nước, nói thêm, ha ha. Năm ngoái Tiểu Ái cũng một hơi ăn hết 5 cái luôn đó. Bên này, Vũ Phong vẫn đang cặm cụi chăm chú học gói bánh. Rồi đột nhiên cậu cầm chiếc bánh vừa gói xong giơ lên trước mắt cười lớn, mọi người xem này, tớ đã nói tớ có thể làm được mà. Đúng chứ, dứt lời, chiếc bánh vỡ tan, Vũ Phong buồn rầu, vẫn thất bại sau vô số lần. Cậu tự trách bản thân mình, sao lại vô dụng như vậy chứ? Rồi Tiểu Ái bước đến bên cạnh vỗ về an ủi, vẻ đồng cảm, A Phong, không cần thiết phải như vậy đâu,
gói bánh thôi mà, cũng đâu phải chuyện gì to tát đâu. Vũ Phong hằn học, tớ làm được mà, nhất định tớ sẽ làm được. Vũ Trạch thấy em mình như vậy, cậu bước đến bên cạnh, nhìn Vũ Phong an ủi, em là giỏi nhất, được chưa? Dứt lời cũng là lúc Vũ Phong hét lên, mọi bực tức dồn nén, cậu đứng phắt dậy, túm cổ áo Vũ Trạch và hét lớn, đáng ghét, anh là có lý do gì chứ, solo xanh chín đi. Vũ Trạch vô cùng bình tĩnh, cậu đáp, được, nếu em muốn, anh sẽ phục vụ đến cùng. Đột nhiên cái tai của Vũ Phong bị túm chặt đau đớn, rồi giọng của mẹ cậu vang lên, cái thằng nhóc này lại quậy nữa rồi. Mau đi mang bánh ú sang cho dì Tú và ông Thành đi, biết chưa hả? Vũ Phong cãi lại, dựa vào cái gì mà con phải đi chứ, con không có đi. Rồi bà hét lên, cái thằng danh con này. Tiểu Ái lúc này đột nhiên lên tiếng, dì anh, để cháu đi cho ạ. Cháu vừa hay có chuyện muốn đi đến nhà dì Tú để tìm Hà Hà. Vũ Trạch tay ôm mèo ú, nhìn cô không chớp mắt. Nghe thấy vậy, đột nhiên Vũ Trạch đặt mèo ú xuống bàn, tay đút túi quần bước đi theo Tiểu Ái. Bà nói theo, vậy thì làm phiền Tiểu Ái rồi. À, Trạch cũng đi đi con. Giúp, Vũ Phong cắt ngang lời bà, đấy, mẹ xem, con không đi tự có người đi thôi mà. Nhìn thấy Vũ Trạch đi cùng Tiểu Ái, xách đồ cho Tiểu Ái, Tiểu Ân có chút hụt hẫng, hình như cô đang ghen. Tiểu Ân ánh mắt thẫn thờ, đưa ly nước lên miệng uống một ngụm. Đến đây, mẹ của Vũ Phong nhìn qua một lượt, rồi bà nói, lá trúc vẫn đang còn nhiều nhỉ, để mẹ đi làm ít thịt và nấm hương qua đây vậy. Tiểu Ân đáp, vâng ạ, vậy để cháu sẽ luyện gói bánh ú thêm một lúc nữa. Vũ Phong ánh mắt buồn rầu, vừa gói bánh vừa hỏi, Tiểu Ân, để tớ gói cùng cậu nhé. Tiểu Ân đáp, không cần đâu, buổi trưa cậu còn chưa ăn, mau đi ăn đi. Rồi đột nhiên, Vũ Phong nghiêm túc hỏi, Tiểu Ân, cậu cảm thấy mình là một người thế nào? Nghe đến đây, Tiểu Ân như sét đánh ngang tai, hốt hoảng thốt lên, hả? Vũ Phong giải thích, à thì, chính là, nếu như so sánh với anh trai tớ, cậu cảm thấy tớ là người thế nào? Dứt lời, Vũ Phong đưa ánh mắt chờ đợi về phía Tiểu Ân. Rồi vừa gói bánh, Tiểu Ân vừa nói, tự so sánh với bản thân mình thì tốt hơn đó. Vũ Phong đáp, tớ chính là muốn biết, tớ cũng không kém hơn anh ấy đâu nhỉ, cậu cảm thấy tớ là người thế nào vậy? Rồi ánh mắt Tiểu Ân thờ ơ, không nhìn Vũ Phong mà đáp, được thôi, thật là không nói nổi cậu mà. Vũ Phong không chịu bỏ cuộc, vẫn tiếp tục, nói đi. Tiểu Ân ngước nhìn lên một chút, suy nghĩ một hồi, rồi cô nghĩ bụng, khá là trẻ con vậy, vóc dáng thì trở nên cao lớn rồi, nhưng tính cách thì vẫn như hồi nhỏ vậy đó, gặp phải chuyện gì thì dễ kích động, không đủ lý trí, có rất nhiều lúc cũng không đáng tin cậy lắm. Dứt lời cũng là lúc Vũ Phong đặt chiếc bánh đang ăn xuống bàn. Tiểu Ân nói tiếp, có điều, nét mặt Vũ Phong buồn rầu. Tiểu Ân ngạc nhiên hỏi, hả, cậu không ăn nữa sao? Vũ Phong lặng lẽ bước đi, vẻ mệt mỏi hiện lên trong từng bước đi của cậu. Tiểu Ân nghĩ bụng, là mình đã nói gì sai sao? Chuyển cảnh, Tiểu Ái và Vũ Trạch dường như đã mệt, từng bước chân lặng lẽ bên nhau, cả hai suốt đoạn đường không ai nói với ai điều gì. Rồi đột nhiên Tiểu Ái lên tiếng, cậu sao vậy, suốt cả đoạn đường chẳng nói gì cả. Vũ Trạch đáp lời, tớ không sao. Thấy Vũ Trạch có vẻ buồn, Tiểu Ái lén ngước mắt nhìn qua, bất ngờ bắt gặp ánh mắt Vũ Trạch đang nhìn cô, ánh mắt ngượng ngùng, Tiểu Ái quay mặt đi, Vũ Trạch hỏi, cậu có chuyện gì sao? Tiểu Ái nói tiếp, cái đó, cậu không có chuyện gì quan trọng muốn nói với tớ sao? Vũ Phong đáp lời, có một chuyện, nhưng không hề quan trọng, người đó ngày mai sẽ về. Tiểu Ái ngạc nhiên hỏi lại, người đó, à, là chú Minh Huy đó hả? Cậu muốn hỏi là chuyện này nhỉ? À, đúng vậy. Trong đầu Tiểu Ái nghĩ, chuyện thư tình cậu ấy không muốn nói thì thôi vậy, để thuận theo tự nhiên đi. Dứt lời, Tiểu Ái buồn rầu, bước thật nhanh về phía trước, chúng ta không cùng đường rồi, cậu đi đến nhà ông Thành bên đó đi. Vũ Trạch đứng hình, ngơ ngác nhìn theo bóng dáng của Tiểu Ái.